không biết nói gì gì thôi hành động đi. Không có được hôn nha, không có được hôn nha, chỉ được nè danh tỷ hả, gato hả, mọi người đồng ý không, mọi người đồng ý không? Không đúng không? Hôn đi. Đi ai không muốn xong quay mặt đi, quay mặt đi chỗ khác. Trời ơi, cả hai bạn Minh Truyền và Minh Trân. Ủa phải không? Đúng rồi. Ủa tôi nói bây giờ Minh Trân, Minh Trân ha, nhiều điểm chung quá ta ha. Trời ơi, đặt tên con Minh Trang hay là Minh Trọc hay là à không kìa. Thơm lên tai người đẹp xem, tai người đẹp có thơm không? Nhẹ có thơm mà. Ôm đi. Hai mình ôm nhau cái đi, mình đừng có làm vậy kỳ lắm nha. Ok. Cảm ơn bạn. Dễ thương quá. Rõ ràng là cô gái gốc Huế chúng ta vẫn có sự khép nép, e dè của riêng mình, rất là đáng yêu và dễ thương. Hy vọng đây là hai mảnh ghép cũng rất là phù hợp với nhau và sẽ còn nhiều thời gian để các bạn tìm hiểu hơn nữa. Chúc các bạn may mắn và hạnh phúc nha. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.